chị đã đến với kênh Một Ngăn Bánh Tè. Hôm nay cho cô chú anh chị chiêm ngưỡng Hồng Nhung mừng quý anh chị ha. Dạ bán là chi chết luôn quý anh chị. Con không gom to lại con cho nó thấy cái tái ngay cùng. Dạ cái ghê ha. Đó, bên kia nó xa xa nó quý anh chị. Làm cảnh rồi có tái ăn nữa rồi còn gì bằng hết quý anh chị ha. Bên kia nó đây quá trời luôn, tới đọt luôn, nó tái tới đọt luôn. Cây này ước lượng khoảng chừng 30 kg tới lên, quá trời tái luôn. Đó, cái tái. Tại sao gọi là hồng nhung? Nó có một lớp lông đây gọi là hồng nhung nha, lớp nhung á, lớp nhung giống nhung nai, nhung hưu vậy á. Dạ, gọi là đà hồng nhung á. Nửa chín á, nó đã chuyển thành màu, cái này gần chín rồi. Tái chín tần. Nó chuyển mà đỏ đỏ đâu đâu đó. Ăn á mình phải rửa sạch gọt vỏ mà không có lớp đông này cũng nhúa nha. Dạ thơm thơm béo béo bùi bùi ngộ lắm. Dạ cái đọt của hồng nhung đây ra đây. Dạ hồng nhung này gần như là không có sâu bệnh như quý anh chị ha, tại vì mình trồng một cái cây chơi là không có ít sâu bệnh lắm quý anh chị ha. Dạ. Thân cây thì còn bởi nhưng khi con dao quý anh chị thấy cái thân nó đang lùi, cô chú chị nói cái, sao mà nó đang mà nó hư không? Dạ không phải nha, cái bản chất nó là nó đang vậy quý anh chị ha, cái da đen như quý anh chị ha, nó không phải con dao quay giống không chất lượng quý anh chị nha. Dạ. Đây chùm chùm cái chùm, trời ơi nhìn thấy cưng mê thì chứ. Cho cô chú anh chị có động lực trồng quý anh chị ơi ha, rất là chi là dễ luôn quý anh chị ha. Dạ nó chịu hạn khô mặn rồi tốt lắm gì ha. Dạ mọi miền đất nước của Việt Nam mình luôn, đồng cảnh quan có tái ăn nữa thì còn bằng nó như vậy ha. Và lá to nữa, lá to này nữa chỗ này mình rụng độ mình quét rồi nó cũng dễ hơn vậy ha. Dạ như lá me đồ quét hơi bị vất vả xíu. Dạ đây rất chi là đẹp luôn, cây này quá tờ tái luôn, nhìn thấy mê. Cho cô chú anh chị có động lực ạ. À. Tái đây. Xà xà chi chích luôn, nhỏ nhỏ đây. Cưng thì chứ, mỏ đọt luôn. Đây. Để lớp luôn mà quý chị ha. Có thể dây nhúa thì tại nhỏ không chị ha. Đó. Những trẻ bé thì cẩn thận như quý chị ha. Dạ. Mình lớn thì không sao mà sợ mấy trẻ bé nó nhảy da mà nhạy cảm quý chị ha. Rồi. Rồi, cho cô chú anh chị mê mà tòng mạnh dạng mà tòng chứ chị ơi. Con tạm kết thúc video đáng với chị ha. Được. Nhân Thành cảm ơn cô chú đã đồng hành ủng hộ bên con hết với chị ha. Dạ cảm ơn ạ.